Đầu năm mình lên núi ngắm biển mây nha mọi người ơi. Xin chào mọi người, lại là Quỷ đây. Và lần này mời mọi người cùng với Quỷ chúng ta sẽ quay lại Tây Ninh rồi mình cùng nhau lên núi Bà Đen để ngắm một cái khung cảnh cực kỳ là mãn nhãn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau im lặng 5 giây để mà nghe những thanh âm của thiên nhiên nha. Lần này chắc chắn là được bà độ luôn nên Quỷ có cái cơ hội ngắm một cái biển mây mà vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. À, để Quỷ nhắc lại một chút để mọi người biết về tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn ở trên đỉnh núi nha. Núi Bà Đen thì cao 986m và ở trên đỉnh thì có được đặt tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Tượng Phật Bà thì được thiết kế dựa trên cái nguyên mẫu của tượng Phật vào thời Lê Việt Nam mình, chạm khắc rất là tinh xảo với cái gương mặt đầy đặn, phúc hậu. Còn ở giữa trán thì có tuệ nhãn, trên đầu thì đội vương miện có chạm khắc hình Đức Phật A Di Đà với cái ý nghĩa là để tôn vinh trí tuệ và lòng từ bi phổ độ của Đức Phật đối với loài thế gian. Toàn bộ cái chiều cao tính từ chân đế lên tới vương miện là 72m và được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ nha. Lúc Quỷ mới lên thì chưa có mây đâu, nhưng mà đâu tầm khoảng 6:30, 6:45 á thì mây từ bốn phương trời cái cuồn cuộn đổ về, trong chớp mắt nguyên một cái đỉnh núi thì phủ toàn là mây thôi, và tượng Phật Bà lúc này giống như đang bay ở trên bầu trời vậy. Trời ơi, cái khung cảnh lúc này á phải nói là nó kỳ vĩ không thể tưởng tượng được. Coi như mình nhìn thấy là tượng Phật Bà thì ở trên mây, rồi ở dưới thì mây nó cứ cuồn cuộn trôi, nhìn giống như là mình không có còn ở trần gian vậy mà được bay lên một cái chốn siêu phàm thoát tục nào đó. Lúc mà Quỷ quay ngược sáng á thì may mắn làm sao có một cái đám mây khổng lồ tràn về, thế là tạo nên một cái vần hào quang ở trên đầu của Phật Bà. Lúc này cái bóng của Phật Bà ẩn hiện rồi to dần lên, cái khung cảnh nó cực kỳ là linh thiêng luôn. Bây giờ là toàn cảnh đỉnh núi Bà Đen phủ mây nè, mọi người nhìn thấy có kỳ vĩ không? Trời ơi, cái lúc mà thấy cái cảnh này á, phải nói là Quỷ ngẩn ngơ mà sững sờ luôn á. Mình không có thể tưởng tượng được rằng là có một cái khung cảnh mà nó tuyệt mỹ như vậy nó hiện ra trước mắt mình luôn. Xung quanh chân của tượng Phật Bà là bốn tượng của tứ đại thiên vương làm bằng đồng với một cái phong thái hết sức là uy vũ và trang nghiêm. Các vị thiên vương thì đại diện cho bốn phương trời, là những cái vị tướng mà bảo hộ trong Phật Pháp để trông nom và hộ trì thế giới, giữ cho thế gian an lạc và mưa thuận gió hòa. Để Quỷ chia sẻ cái kinh nghiệm săn mây cùng mọi người nha. Mọi người phải chịu khó, ráng dậy sớm. Mình đi cái chuyến cáp treo đầu tiên lên trên đỉnh để mình ngắm được cái khung cảnh mà cáp treo đi xuyên qua mây. Xong rồi lên tới đỉnh thì lúc này chưa có ai hết. Mình có thể có một cái bức hình mà với cái nền không có dính người. Xong rồi chút xíu thôi là mây bắt đầu tràn về. Để Quỷ chia sẻ cái kinh nghiệm nha. Mọi người nên quay một cái đoạn phim ngắn theo chế độ timelapse. Lúc đó thì là mình sẽ thấy mây nó cuồn cuộn. Trời ơi, đẹp mê ly. Còn buổi chiều thì mọi người nên lên núi vào tầm khoảng 4:30, lúc này nắng rất là dịu và mình chụp đẹp. Sau đó thì mặt trời lặn xuống và chúng ta sẽ chụp được cái khoảnh khắc giao thoa giữa đất trời. Và may mắn hơn là lúc này vẫn có khả năng có mây nha, bởi vì không khí nó bắt đầu lạnh rồi. Rồi, một tí tì ti kinh nghiệm của Quỷ đi săn mây chia sẻ với mọi người. Và Quỷ hy vọng rằng mọi người sẽ bắt được những cái khoảnh khắc thật là ấn tượng, thiệt là đẹp ở trên núi vào đầu năm mới nha. Tạm biệt mọi người.